Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em lại quay cho tất cả các bác một số dòng điện thoại giá từ vài trăm cho đến vài triệu. Tất cả các cái dòng điện thoại của em ở đây cam kết cho mọi người là hàng chính hãng, bảo hành 30 ngày 1 đổi 1, bảo hành toàn bộ máy cho tất cả các bác 6 tháng. Em ship toàn quốc, kiểm hàng rồi thanh toán, không cọc, kiểm tra đúng thì chúng ta nhận, không đúng thì thôi để tránh cái trường hợp là chúng ta bỏ tiền ra rồi không nhận được đúng sản phẩm. Một là uy tín về cửa hàng, hai nữa là chúng ta mất lòng anh em, đúng không? Ví dụ như chuyển đi cho các bạn tôi chuyển đúng nhưng mà đến khâu uh, vận chuyển nó bị uh, vỡ hàng hay là uh, người ta bị tráo đổi hàng đấy hay là nhân viên anh em ở bên tôi đóng hàng nhầm cái vấn đề này có thể nó xảy ra nhưng mà nó cũng ít khi thôi tốt nhất chúng ta cứ kiểm hàng rồi thanh toán em thu tiền của các bác bằng thật nhưng mà các bác cũng phải nhận được những cái sản phẩm mà nó nó đúng với đồng tiền hay là nó phải đúng những cái gì mà tôi quảng cáo đúng không còn tất cả những cái gì ở đây tôi hứa và tôi cam kết là hàng chính hãng Anh em yên tâm nếu là hàng tôi là hàng giả hàng nhái thì tôi không dám cho các bạn kiểm tra Và tôi phải cho các bạn đặt cọc đúng không ạ Xã hội bây giờ lừa được các bác 1 đến 200 nghìn rất là khó Nhưng mà em cũng phải bán bán nó phải đúng Nếu mà em không đúng không chuẩn thì không bao giờ kênh của em phát triển đến một ngày hàng mấy chục đơn hàng trăm đơn Đấy các bạn cũng đã biết một ngày em vận chuyển đi 7 triệu tiền phí vận chuyển thì các bạn biết là tiền gốc và và gốc và lãi và à, tất cả mọi chi phí thì nó phải là ít đâu đúng không từ nhân viên đóng hàng cho đến tất cả vân vân đấy rất là nhiều đấy, nếu mà không chuẩn không đúng thì kênh của em nó không phát triển đến hàng mấy triệu người để theo dõi hàng mấy chục nghìn người để đăng ký kênh đâu đấy là cái vấn đề đấy các bác khác tự hiểu thôi còn em không phải là khoe về vấn đề bán hàng mà em phải nói đúng đấy còn không phải là mua hai ba con 10 con 20 con bỏ ra một hai chục triệu sau đó là lừa cọc các bác 1 đến 200 không phải đâu ạ Còn em bán ở đây ấy, bán toàn quốc nếu một mình bạn với tôi thì tôi sẽ có thể lừa bạn được nhưng mà em bán quay video bán toàn quốc Đấy, bán toàn quốc nhé bán toàn quốc bán à, tất cả các cái đất Việt Nam này thì tôi không dám lừa các bạn nếu mà lừa các bác thì chất tất nhiên là nó sẽ có chuyện xảy ra Đấy, còn em bán ở đây cam kết đắt hay rẻ tôi không nói nhưng mà tôi đã cũng đã cân đối giá rẻ nhất thị trường ở đây nhưng mà báo báo giá rẻ quá thì lại các bác lại bảo là hàng này là hàng tàu hàng nhái đấy rất là khó khăn cho những người mà không am hiểu vấn đề này còn em không nói bất cứ ai là lừa ai nhá còn tất cả mọi người thì để em nói cho cái mạng xã hội này tin em thì rất là khó ai tin thì mua mà không tin thì thôi qua đây thì tôi cũng giới thiệu cho tất cả các bác một số dòng ví dụ như những cái con dòng Samsung A51 này em có bán có 2 triệu 7 máy 99 phần trăm không có hộp nha máy 99% không hộp nhá không hộp nha và không ốp bán cho mọi người giá chỉ có 2 triệu 750 nghìn nên nhiều người thì bảo đắt quá nhiều người thì bảo rẻ quá em bảo máy 99% có nghĩa là máy mới có nghĩa là bây giờ nhá các bạn nhìn cái máy của tôi là chưa có một vết xước và giấy bóng các kiểu vẫn còn đây là một cái hình máy là trưng bày lâu lâu lấy được một cái thôi đấy nhiều bạn thì gọi tôi một đến hai lần sau đó là không gọi được thì bảo là tôi lừa nọ lừa kia không phải đâu do là đôi lúc thì khách nó quá tải hay là có thể là trùng hợp với cái giờ mà người ta đang gọi bạn không gọi đến đây này con này là Samsung nhá A51 RAM 8 và 256 g pin và dung lượng con này thì chúng ta phải xem rõ ràng rồi chúng ta mới kết luận ở đây được chứ nói xong là đến tí nó không phải thì mai gửi đi các bác các bác đâu có nhận đâu đúng không rồi em bán này anh em kiểm hàng rồi thanh toán không phải cọc đâu Em bán hàng không phải cọc Đúng thì chúng ta nhận không đúng rồi thôi Đúng không đây này, pin này, pin con này là 4.000 nhá Pin 4.000 máy cực kỳ là đẹp Máy kinh như là không có một vết xước Nó gọi là máy 99, gọi là máy 100% rồi Đây này, giấy bóng tem siêu vẫn còn nguyên bản ở đây Giấy bóng này, tem siêu vẫn còn nguyên ở đây nha các bác nhá Bây giờ nhìn thì rất là khó Đây này, Đấy, chứ không phải là cái máy mà người ta dùng rồi Máy này là máy trưng bày anh em nhá Đấy, em lâu lâu em vớ được vài con thôi chia nhau mà bán chứ còn một mình em lấy về cũng không lấy được em bán cho tất cả các bác và tất cả các anh chị là giá 2 triệu 700 000 RAM 6 128GB pin 4000 các bác nha màn hình 6,5 em bán cho các bác là 2 triệu 750 000 máy thì rất là hiếm các bác nhiều người bảo tôi bán rẻ bán đắt nếu mà tôi bán đắt ấy, thì tất nhiên là một ngày tôi không được mấy chục đơn Tuy nhiên để nói về xã hội thì không biết là ai bán đắt hay bán rẻ tôi không biết xã cạnh tranh mà còn con này ấy, là A31 pin nó là pin 5000 cơ pin 5000 nhưng mà màn hình cũng là 6,5 cũng bán giá 2 triệu 750 000 Đấy, Samsung A31 nha bán cực rẻ thôi nhiều người cứ kêu đắt thì các bạn nếu mà muốn mua rẻ hơn thì các bạn có thể là lên Facebook hay này bên lên bất cứ một cái trang nào mà mua nhá mà mua mà đặt cọc còn em không cọc kiểm hàng rồi thanh toán dưới 10 triệu không phải cọc nhá còn dưới một triệu ấy, dưới một triệu thì các bạn phải mua thẳng luôn không bao giờ chuyển cho các bạn là kiểm hàng thanh toán đâu đấy là cái việc mà em cam kết đấy, ví dụ như cái máy ví dụ như một cái máy iPhone 5 này ba bốn trăm năm sáu trăm nghìn sáu trăm nghìn cái máy hơn sáu trăm bảy trăm nghìn cái máy thì thì tôi không phải là cọc đâu các bạn trả tiền hết thì mua không trả tiền hết thì đừng có mua đấy cứ trả đủ thì mua đấy còn em bán cho tất cả mọi người ví dụ như cái dòng Oppo A3s nhá. A3s ở đây em bán cho tất cả các bác này, 1 triệu 450 000 nha, pin 4003 màn hình 6.23. Tuy nhiên cái máy này ấy, là nó có màu đỏ, màu xanh này và màu hồng. Đấy, máy thì còn rất là nhiều. Để kiểm kho thì hôm lúc nãy kiểm kho còn có hơn 300 cái nó không bao giờ hết máy được các bác nhá. Máy không bao giờ hết được. Hết cái lô này em phải lấy lô khác. Máy thì có từ Samsung, Vivo, Oppo, Zmi không thiếu bất cứ một cái sản phẩm gì dành cho tất cả mọi người. Tuy nhiên em chỉ mang một đến hai con mang ra đây để à, quay và giới thiệu cho tất cả mọi người thôi. Đấy, tại sao tôi lại bán một cái giá là 1 triệu 450 nghìn Các bác nghe nhá Máy mới nhá anh em nhá Máy mới 1 triệu 450 nghìn Thì con này pin 4003 đúng không? Màn hình 6.23 Đây là không phải là những cái sản phẩm mà 16GB Con này là RAM 6 128GB Android 8.1 nhiều người cứ bảo là thằng này nó bán Người ta có bán triệu 1 triệu 2 8 900 Người ta quảng cáo như vậy Bạn đặt cọc cho người ta rồi Thì bạn không lấy thì cũng không được Còn em bán ở đây ấy, Kiểm tra rồi thanh toán máy không một vết xước Nếu các bạn nhận máy mà có móc méo nứt nể Hay là có hiện tượng lạ các bạn điện ngay cho tôi và đừng nhận máy nhá nhưng mà làm ơn là điện cho tôi một tí điện cho tôi thì nếu mà mắc ở đâu hiện tại đang ở đâu lỗi ở đâu thằng nào đổi liên quan chỗ nào bởi vì tôi phải gắn cam các thứ mà tôi gửi đi là phải gắn cam hết đấy, để tránh cái trường hợp người ta tráo đổi hàng của tôi mà đấy, dính thằng nào thì thằng đấy phải đền đấy thế thôi đấy, em đã đóng bảo hiểm hết cái vấn đề này đấy, ví dụ như các bạn bảo là cái máy này không chính hãng máy tàu này em kiểm tra các bác xem nhá đây Sao thằng 06 thằng xuất hiện email và ma máy ở đây Đúng không ạ Em không bao giờ em nói phép các bác đâu Các bác biết đấy Tuy nhiên là con người em hơi hơi, hơi nói nhiều một tí Nên mong mọi người thông cảm A3S 1 triệu 450 nghìn nha Miễn phí ship đủ phụ kiện Ốp này sạc này tai nghe Bảo hành 30 ngày một đổi một Bảo hành toàn bộ máy phần cứng cho tất cả các bác 6 tháng Tôi thì tôi bán cho tất cả mọi người online Thì tôi không bảo hành được một năm Nếu mà các bạn mua tận nhà thì bảo hành cho các bác một năm bởi vì quá một năm đi thì là Quá sáu bảy tháng đi để quản lý nó không được Đấy em chỉ bảo hành cho tất cả các bác 6 tháng thôi Một con máy mà có triệu hơn triệu tí mà bảo hành 6 tháng là quá là ok rồi Đấy còn đấy là em công khai và minh bạch cho tất cả mọi người Còn tất cả ở đây tại sao em bán nhiều cũng vì công ty Sản xuất những cái dòng Oppo này Nó hỗ trợ tôi nhá Thì tôi mới có cái 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 cái, cái chế độ là bán được nhiều như vậy Đấy, cái mức độ của tôi bán hàng các bạn không đã biết Ví dụ như cái dòng Samsung này Samsung này tại sao nó lại đắt Samsung M20 nhá. Samsung M20 em bán có 1 triệu 550 nghìn Miễn phí ship đủ phụ kiện ốp à, Không có ốp mà có sạc và có tai nghe Không có hộp máy Em nói tất cả mọi người Màn zin nhá. Máy thì có một số chỗ nó cũng có bị xước này Đấy, ví dụ trước xước phải phải này chị bình thường bởi vì tôi cầm cái này thì cọ lên cọ xuống thế này thì chắc được bao nhiêu đúng không Đấy, em bán cho tất cả các bác, em nói cho con máy này, ví dụ như con máy này nha Đấy, Nó chỉ đơn giản như vậy thôi Tôi bán cho các bác là 1 triệu 550 nghìn Pin 5 nghìn, 32GB Người già hay trẻ con học sinh dùng là quá là ok rồi Nếu các bác đi mua một cái máy cực kỳ là cũ Cũng có 8-900 một triệu Chứ không bao giờ ai bán cái máy này cho các bác 4-500 đâu Samsung M20 pin 5 nghìn nha. Đấy, Ví dụ như một con G2 Prime này Một con G2 Prime này người ta đã bán cho các bác là 7-800 nghìn rồi Đấy 567 800 làm g cái con M20 này người ta bán cho các bác là triệu bạc không có đâu. Em bán cho các bác những cái dòng này 1 550 000 pin 5.000 32G nhá. Đấy máy thì em không nói cao, em chỉ nói là 75% trở lên thôi. Nhưng mà thực tế là tem siêu vẫn còn. Đây này. Đây. Đấy bảo hành chế độ bảo hành là cực tốt. Anh em nào mua của tôi thì comment và bình luận, còn ai mà không mua ai muốn chửi tôi thì cứ chửi tôi để một mình mà để em làm vừa lòng là tất cả mọi người rất là khó nên là em cứ chia, sẻ bằng bằng thật anh em theo dõi video này đây này Samsung M20 nhá đấy thông tin pin này pin 5.000 nhé đấy tại sao là tại sao là con này con 51 này đây là cái chỗ màu vàng và con màu trắng này đây nhá hai con này nhá con 51 với con 31 nó bằng giá nhau nhưng mà con 51 ở bên này là pin 5.000 con 3 31 5.000 mà 51 chỉ có 4.000 nên là cái giá nó sẽ thấp đi đấy 1.000 phần trăm pin nó không phải là ít đâu các bạn nhá đấy, em bán được các bác có 1 triệu nhá 1 triệu 550.000 Samsung M20 đấy M20 các bác theo dõi video đừng quên chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi có rất là nhiều các sản phẩm tuy nhiên một hai dòng các sản phẩm các bạn không ưng thì tất nhiên nó có rất là nhiều cái sản phẩm khác nữa em bán các bác cũng đã biết rồi một em một lần nhập hàng nó đến cả hàng tỷ bạc chứ không phải là bán 1 đến 200 đấy ví dụ con này con A50s A50s bây giờ đang giảm giá đợt vừa rồi tôi bán 2 triệu 6 đúng không bây giờ đang uh, nhập được về thợ uh, giá nó thấp thì mình bán thấp thôi đấy, nhập được giảm được uh, 500.000 thì em bán giảm 500 em cũng chỉ lãi được cả uh, 1 đến 200.000 thôi em một ngày em bán mấy chục con thì chả cần phải lãi nhiều đâu đấy tem siêu vẫn còn nguyên này nhá Máy máy trưng bày nhá, bán 2 triệu 2, 2 A50S nhá. Đấy, A50S nhá. Các bạn nhìn qua video thì rất là nhìn rất là khó. Đúng không? Rất là khó với lại em làm toàn video vào ban đêm. Các bạn biết được là giờ này là bao nhiêu giờ thì bây giờ mình chứng minh này. 00 giờ 16 phút nhá. 00 giờ 16 phút. Đấy, thứ hai ngày mùng 8 tháng 1 nha. Em bán cho các bác. Không phải là bán giờ này mà em quay video cho các bác giờ này. Thì tại sao và nguyên nhân và lý do Đấy tại sao nguyên nhân và lý do Em bán thì là ban ngày thì khách quá đông Đấy với lại xe cộ nó đi lại Thì em không bán được em không quay video được Tối em mới quay video được cho các bác Em cũng đã hứa với các bác nhiều lần rồi Nếu mà để mà quay ban ngày thì cực kỳ là nét thôi Ban đêm thì nó hơi 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 màu với lại à, Chúng ta nhìn nó rất là khó đây Đây là A50S này Đúng không? hai sim hai sóng nhá pin này chế độ pin của nó pin 5 à, pin 4.000 này màn hình 6,5 5 inch nhá bán 2 triệu 250.000 không có ốp có sạc và có tai nghe không có hộp em giới thiệu cho tất cả mọi người thì sản phẩm thì nó có hàng trăm hàng nghìn loại Tuy nhiên thì chúng ta cũng không thể nói là một video mà em quay cho tất cả các bác mà giới thiệu cho tất cả mọi người là quay hết tất cả các dòng sản phẩm được nên anh em cứ đăng ký kênh và chờ khi nào có không phải chờ thứ nhất là chờ nếu mà ví dụ như các bạn không ưng cái sản phẩm này thì nó có rất là nhiều cái sản phẩm khác nên anh em cứ đăng ký kênh không có chỗ nào rẻ hơn đâu tôi cam kết là tôi đã giảm giá và cái mức giá một cái máy tôi có thể những cái dòng rẻ tôi chưa được 100.000 một máy đấy đấy là nói thật luôn anh em cứ đi hỏi hết rồi anh em mua còn em không bao giờ em nói về cái chuyện mà cạnh tranh hay là nọ kia Bởi vì tôi bán thì các bác tôi cũng chẳng biết bạn là ai Đúng không? Đấy Đây Đây em bán tất cả mọi người nhá Tôi nói thật cho tất cả anh em ở đây Đây là có hai cái một cái dòng máy một dòng máy Oppo F9 Pro và F9 thường Nên nhiều người không biết sẽ bị lừa chỗ này Đấy, Nó không có một cái gì là lệch Không có cái gì là nó khác và phân biệt được đấy thì em chỉ phân biệt được tất cả các bạn như thế này thôi đây cái con bên này nhá nhớ nhá con tay trái của chúng ta ở đây là con F chín thường còn các bạn nhìn cái tên của nó ở trên này này đây là có cái chữ pro rồi bên này này móng tay bên phải này mà bên này không có chữ pro nhé nhá đây này và trong khi ấy các bạn biết ấy, ở đây ấy là ở đây ram 8 này móng tay này đây là chỉ có ram 6 thôi nhá ở đây là ram 8 nhá bên này ram 8 này bên này ram 6 này và ở đây 256 và đây là 128 nếu mà những cái dòng máy này tại sao người ta quay cái máy này để quảng cáo nhưng mà người ta gửi cho các bác người ta bắt người các bác đặt cọc sau là gửi cho các bác một cái con 16 g thì các bác cũng phải chịu bởi vì các bác không lấy thì người ta ấy, không lấy thì là người ta mất các bạn mất tiền cọc bằng đấy còn em người ta nó cài đặt bằng cái ứng dụng là người ta gọi đi thì được các bạn gọi đến không nhờ gọi được các bạn cứ thử đi đấy là cái việc làm ăn của người ta tôi không biết đấy, còn nhân viên nọ nhân viên kia là, là lắm trò còn tôi thì tôi cứ bán là một mình tôi nghe máy nha một mình tôi nghe máy và một mình tôi bán ok chưa quá tải thì các bạn phải thông cảm và đợi hơn một tí thôi đấy, bởi vì uh, danh sách của tôi nó cũng quá tải nhiều người ấy những cái dòng uh, máy mà nó hiếm thứ hai nữa thứ hai nữa là nó trong cái thời điểm nó cao điểm là không nghe được kịp nên anh em thông cảm nhiều người gọi cứ bảo thuê bao không phải thuê bao mà là do là quá tải thôi bạn đang gọi trùng vào người khác gọi hình như là không có một lúc nào được nghỉ cơ đấy con này ấy, F9 thường nhá là bán 1 triệu 8 còn con này là bán 1 triệu 950 nghìn chênh lệch có 150 nghìn thôi mà miễn phí ship tất cả máy đều là full hộp máy mới 100 kiểm hàng thanh toán nếu lỗi đâu các bạn bắt được thì các bạn có thể điện cho tôi Và đừng có nhận máy Còn khi các bạn nhận máy rồi Bảo hành 30 ngày Nếu lỗi đâu tôi sẽ sửa Tất nhiên tôi không dám nói những cái sản phẩm của tôi là 100% 100 phần nghìn Trăm con nghìn con Thì nó sẽ có một con lỗi nha các bác nha. Đấy, Con này bán 1 triệu 950 000 Còn con này bán 1 triệu 850 000 Nếu là con này là 64GB Bán 1 triệu 300 000 Còn nếu là con này là 32GB Bán 1 triệu 150 000 Con này là 16GB Bán cho các bác là 850.000. Đấy nó giống y hệt nhau, nhiều người không biết cứ bảo tao cũng mua F9 đấy. Đấy, nó như nọ nọ kia đấy đấy. Đấy phun hộp luôn nhá, máy mới 100% luôn. Đấy, đấy là cái việc mà tôi phải nói cho tất cả mọi người hiểu vấn đề này. Và có một số cái dòng máy nhá, nó được giảm giá này K9X đang được giảm đến 450.000 gọi là 500 đi. Gọi là 500.000 đi, còn có 3.550.000 triệu 550 nghìn bằng cái con giá bằng cái con giá K9S đấy K9S bằng giá nhau nha các bác nha đấy hai con máy này nó bằng nhau giá bằng nhau đây là X đây là S đúng ra con này vừa rồi là tôi bán 3 triệu 550 con này 3 triệu 950 thì hiện tại công ty nó yêu cầu giảm giá và nó cũng bán nhập lại cho chúng ta giảm giá thì chúng ta phải bán giảm giá đấy để cạnh tranh với tất cả cái mạng xã hội này À, còn tất cả những cái ram bộ nhớ thì em sẽ quay cho tất cả các bác xem hai máy luôn một thể nhá. bởi vì là nói cho tất cả mọi người ở đây ấy nói cho tất cả anh em ở đây hiểu thứ nhất là các bạn điện cho tôi và bảo chụp ảnh các thứ thì cũng chỉ có chụp như thế này thôi cho các bác thôi cũng chẳng có gì hơn cả bởi vì nó là máy mới là một hai nữa là à, tất cả những cái ram bộ nhớ em đã giới thiệu ở đây trực tiếp cho tất cả mọi người rồi nên nhiều người cứ bảo là gửi em ảnh nơi nọ kia bảo là trời ơi có đâu có phải một mình bạn mua với tôi đâu đúng không Tôi còn hàng nghìn người để mua chứ các bạn trăm người hỏi còn không có một người mua đúng không nên là anh em phải hiểu nếu ai đã mua xác định bằng thật thì chúng ta có thể là xem ở video Đấy, xem video màu nào các bạn chỉ cần chọn màu là một chọn những cái hình mẫu là hai chọn ram bộ nhớ là ba và đồng tiền của các bạn là bốn chứ bây giờ các bạn điện cho tôi tôi vẫn chụp con này cho các bạn xem chứ còn chụp con nào đúng không bây giờ các bạn à, các bác xem video chẳng nét hơn là tôi chụp ảnh à bây giờ tôi chụp ảnh tôi chỉ có chụp mặt này và mặt sau và mặt trước thôi chứ chả có gì phải chụp thêm nữa Đấy, bởi vì mình không phải là chuyên về làm nhiếp ảnh ra để là quay để quảng cáo cho tất cả mọi người nên là tôi phải nói rõ như như vậy nhiều người bảo là sợ tôi là gửi máy nó không đúng à, tôi bán mà tôi bán tôi gửi cho các bạn mà tôi phải nói đúng thì các bạn mới mua chứ gửi các bạn kiểm tra không đúng các bạn làm sao mua mà tôi chả có ngu gì và dở hơi để gửi đi và gửi lại đấy đúng không con này ram 12 này, đúng là trước kia nó đắt hơn nhá, con này ram 8 thôi. Đấy các bạn hiểu như vậy, nhưng mà bây giờ nó giảm giá nhá, còn tất cả mọi thứ đều như nhau, thì chênh lệch với ram một tí thôi thì là bán bằng giá nhau các bác nhá, 3 triệu 550 000 Đấy anh em nhanh tay chọn được con nào để chúng ta chọn, còn à, em chỉ bỏ ra một đến hai con ở đây, em ngày nào em quay con cũ thôi, tuy nhiên là máy nó có rất là nhiều. 3 triệu 500 000 RAM 8 256 GB và cái dòng à, con này chưa bột nguồn hay là hết pin không biết A95 3 triệu 700 nghìn này 3 triệu 700 nghìn này, này. Máy mới 100%, 100 nha các bác nha Đấy, Full hộp luôn Full hộp gửi cho các bác cũng đều là full hộp hết à, Không thiếu bất cứ cái gì Đây kể cả những con dòng Oppo A57 này này Con này ấy, thì các bác phải hiểu này Nó có hai dòng nha Thứ nhất ở đây là ghi nhầm này Đấy, 2 triệu 800 là ghi để quay video để quảng cáo các bác thôi còn thực tế ra con này nó là 2 triệu 500 Tại sao lại có 2 triệu 500 và 2 triệu 800 Con 2 triệu 800 là nó phải là RAM 8 và 256 Còn con này là RAM 6 128 Thì là giá 2 triệu 500 nhá Đấy Có màu xanh Màu đen và màu vàng Đấy. Oppo A57 nhá Như con này ấy Giá là ghi uh, sai là 2 triệu 800 Nhưng mà thực tế của nó chỉ là 2 triệu 500 con này bởi vì nó RAM có RAM 6 128 GB thôi, đúng không? Thì bằng giá đấy thôi. 2 triệu 500 Oppo A57 phiên bản Android 12 chấm nhá. Nhiều người đấy ký tính nhiều hỏi đi hỏi lại thôi chả bao giờ tôi quan tâm. Ai mà hỏi nhiều quá tôi cũng không có thời gian để để trả lời bởi vì tôi đâu có phải trả lời một mình bạn. Đúng không? Một mình bạn với tôi mua bán với nhau Bạn ngồi cả ngày cũng được Uống nước chè để kể chuyện cả ngày cũng được Nhưng mà mình bán hàng online này ấy, thì rất là nhiều người gọi và rất là nhiều người để tham khảo tuy nhiên thì cũng phải nhường thời gian cho những người khác bớt Đấy, con Oppo A5s pin 4400 màn hình 6,4 bán tất cả các bác là 1 triệu 650.000 full hộp máy mới Đấy, RAM 6 và 128g đây thông tin điện thoại đây RAM 6 và 128g full hộp luôn Đấy, nó có những cái gì thì em gửi cho các bác ở đấy chứ không phải là gửi máy trần đâu nhá máy này máy của em này ốp này sạc vào tai nghe nó ở trong này hết này đây là bị bỏ cái tai nghe ra là tại sao nguyên nhân lý do gì là bởi vì mình chỉ là bỏ ra một vài con để quảng cáo Chứ bây giờ mà mang những cái con này mà bán cho các bác thì là nó xước hết rồi bởi vì mình để lên đây cứ vứt lên vứt xuống cái này là nó xước hết còn khi em gửi cho các bác em phải gửi trong hộp kia cả, trong thùng kia cơ máy nguyên zin cho tất cả mọi người chứ không phải là mình bán để thu tiền của các bạn Tuy nhiên thì thu bằng thật các bạn cũng phải nhận được đúng cái sản phẩm nó ưng ý của các bạn cơ Đấy. con con a93s này thì đang được giảm giá 500 hiện tại còn có 3 triệu 350.000 các bác nhá 3 triệu 350.000 Android là 10 chấm phiên bản của nó là Android 10 chấm này à, RAM 8 và 256 gb nhá. RAM 8 và 256 gb A93S 5G nhá. A93S5G đang được giảm giá 500 còn 3 triệu 350 nghìn một đổi một trong vòng 30 ngày pin 5000 màn hình 6,5 inch bởi vì là em hay nói cho tất cả mọi người biết 6, 5 6,5 hay 6,6 6,3 6,53 6,54 con nào mà trên 6,5 là em đều là nói 6,5 hết chứ không bao giờ em nói là 6,53 6,54 không nhớ được đâu các bác làm các bác biết mấy chục loại điện thoại ở đây đây, đây là những cái dòng máy là Oppo A53. A53 ở đây em bán tất cả mọi người. Đây nhá, em con này mở nguồn. Con này là RAM 8 nhá, tất cả những cái sản phẩm đây là RAM 8 này 256 GB phiên bản Android 11. Chấm. 11. Chấm nhá. Đấy. RAM 8 và 256 GB, pin 5000 màn hình 6.5. Đấy, màn hình 6.5 em bán tất cả mọi người là 2 triệu 400 nghìn 2 triệu 400 nghìn được một cái máy mới cứng luôn Full hộp đủ phụ kiện luôn Đấy 2 triệu 400 Các bác nhận nếu mà ví dụ như bị móp méo nứt nẻ ở đâu Thì các bác có thể điện ngay cho tôi Và đừng có nhận máy Đây những cái dòng máy là A74 A74 Đấy đây là con A74 nhá Giới thiệu thiết bị này Đây là con A74 này đây. 256 GB nhá, đây này. Đã sử dụng đi 17.0 GB rồi. Trên 256 GB. Đấy, phiên bản Android 12. RAM 8 hỗ trợ 2 là RAM 10 nhá. Bán cho tất cả mọi người là 3 triệu 150 nghìn. 3 triệu 150 nghìn full hộp luôn. Đủ phụ kiện. Không thiếu. Đã gọi là máy mới, chả thiếu bất cứ cái gì. Còn A73 ở đây, ấy, RAM 8 256. Bán cho tất cả các bác là con này chưa bật nguồn nhé RAM 8 này 256 này Bán cho tất cả các bác 2 triệu 650 nghìn Miễn phí ship đủ phụ kiện ốp và sạc tai nghe pin 5 000 Màn hình 6,5 2 triệu 600 nghìn Còn A92 A92 ở đây bán có là 2 triệu 950 nghìn Thì các bạn không bao giờ đi đâu mua được cái máy như thế này 2 triệu 950 nghìn nhé a 92 nhé các bạn nghe đừng nhầm nhá A92 cũng là phiên bản Android 11. ram 8 và 256G bán cho tất cả mọi người pin 5.000 màn hình 6,5 bán cho tất cả anh em là 2 triệu 950.000 miễn phí ship máy có rất là nhiều nha đây chỉ em chỉ bỏ ra một vài con để quay cho tất cả mọi người thôi chứ không phải là bỏ ra tất cả ra đây quay thì chúng ta cũng không giới thiệu hết được các bạn xem video ở đây có mua hay là mua mua hay là không mua thì các bạn có thể là 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 đăng ký kênh Đấy, hoặc là chúng ta kết bạn ngay zalo cái số điện thoại mà em đang gắn ở đây gọi trực tiếp số này để được tư vấn là một Đấy, mua hay không để chúng ta có thể chia sẻ để cho người khác mua mình không mua người khác mua đúng không đang bán giá cực rẻ tất cả mọi người để chúng ta không mua lại quá phí nhá em bán tất cả mọi người ví dụ như con ốp À, xin lỗi này con Vivo i17 này i17 nhé bán cho tất cả mọi người có 2 triệu 250 nghìn miễn phí ship đủ phụ kiện ốp và sạc tai nghe kiểm hàng thanh toán không phải cọc nhá cái máy mà trên một triệu là các bạn không phải cọc dưới một triệu là các bạn phải trả tiền luôn chứ không phải bán kiểu là à, kiểm hàng rồi thanh toán hay là nhận hàng rồi thanh toán nhá em bán ở đây đấy Bởi vì dưới một triệu thì được bao nhiêu được khoảng năm bảy chục một trăm nghìn một cái thôi anh em nào muốn nhập đi bán thì điện ngay trực tiếp và trao đổi trực tiếp rõ ràng thì em sẽ đến tận nhà hoặc là có nhân viên đến tận nhà để trao đổi nha các bác nhá. Tất nhiên là em cũng chỉ là một cái con người mà mua với bán, bán nhiều thì nó khác, bán ít nó khác. Các bạn mua lẻ các bạn phải thiệt mất hai ba trăm nghìn, còn mình mua để đi bán thì nó khác cơ anh em ạ. Đấy. Như những cái sản phẩm này em cũng đã nói rõ tất cả mọi người Con này RAM 6 128GB Bán cho tất cả mọi người Vivo Y17 nhé 2 triệu 250 nghìn 2 triệu 250 nghìn Y17 2 triệu 250 nghìn RAM 6 128GB Máy này là máy pin 5 nghìn nhé Pin của nó là 5 nghìn Đấy, bây giờ em lấy hộp các bác xem này Đây là một cái hộp của nó đây Nó ghi rõ ràng ở đây Đấy, pin 5000 luôn này. 5000 A Vivo i17 nhá. Chúng ta sử dụng người già hay là trẻ con hay bất cứ một ai. Tuy nhiên cái sản phẩm giá trị nó không cao. Đấy, nó không nhanh được những cái dòng mà mười mấy 20 triệu hay 15 triệu được, nó chỉ một hai triệu thôi. Tuy nhiên thì pin và dung lượng cao thì chúng ta sẽ dùng được rất là lâu. Đấy, nếu mà chúng ta mà nói cái chuyện là nhanh bằng cái con của tôi như vậy thì rất là khó. Đấy, ví dụ như để mà nói chúng ta nói không? đây là con máy của tôi tôi cũng chả bao giờ tôi dùng máy nó đắt tiền đâu cũng chỉ đâu đó khoảng độ đấy chỉ đâu đó khoảng độ là 10 triệu hơn 10 triệu thôi đấy con này là ví dụ như con này có 17 triệu tôi mua có 17 triệu tôi cũng chỉ dùng 17 triệu đó đấy, còn các bạn đi ra thế giới di động mua con iPhone Pro Max 12 Pro Max 12 Pro thường đá 13 15 triệu 17 triệu rồi còn đây là 13 Pro Max nhá đấy như bên em bán có 10 17 triệu tròn nhá bởi vì cái dòng tắt tiền quá thì gửi cho các bác nó cũng rất là khó đấy gửi cho các bác rất là khó à đây còn có ảnh bật tân với tôi nữa cơ đấy nếu mà anh em nào mà muốn đặt và muốn mua những cái sản phẩm iPhone đời cao ấy, thì chúng ta có thể đến trực tiếp và mua hai nữa có thể là điện cho tôi và tôi tìm cho các bạn tất nhiên tôi bán cho tất cả mọi người và tôi làm ăn ấy thì là mười mấy năm thì tất nhiên những cái sản phẩm mà tôi mua tôi bán thì là cái giá trị nó không biết là có cao hay là có đắt hơn hay không nhưng mà tôi cũng đã cân đối lấy của các bác chỉ một vài trăm thôi Đấy, ví dụ, ví, dụ như cái dòng trên chục triệu tôi phải lấy các bác khoảng 500 nghìn Thì tôi mới bỏ ra để có thời gian để bảo hành các thứ Ví dụ như mà nó nháy này Đấy, sọc xếp các thứ ok các thứ thì là tôi phải bảo hành đúng không Còn các bạn mà mua linh tinh thì không ai bảo hành vấn đề này Đấy, và lấy giá nó rẻ quá đến lúc nó chả may nó xảy ra cái chuyện bị lỗi thì tôi phải chịu trách nhiệm Kể cả tôi mua trực tiếp 15 triệu 500 Tôi phải bán cho các bác 16 triệu Đấy nó là cái việc mua với bán Các bác cũng sẽ hiểu thôi Đây con A31 ở đây Oppo A31 nhé Có màu đỏ, màu đen và màu xanh như thế này Màu đỏ nhé Màu đen và màu xanh Như vậy Bán cho tất cả các bác là 2 triệu 150 000 Khi mà các bạn nhận được cái máy này Thì nó có cái giá trị như thế nào Thứ nhất là con này nó 8 và 256GB nhá ram 8 và 256 g pin 5000 màn hình 6,5 nhá các bác nhá bây giờ chưa một bật nguồn nên là tôi chỉ nói qua thôi 256 g chứ không phải là 128 nhá bán các bác là 2 triệu 150 000 máy mới phun hộp đủ phụ kiện luôn Đấy, đây là không phải là khoe mà các bạn nhận hàng các bạn biết Đấy, nhiều người cứ bảo mua trên mạng thì là toàn bị lừa không phải đâu do uy tín hay không anh em kiểm hàng đúng thì chúng ta nhận bởi vì tiền của chúng ta mà tôi không mua thì các bạn làm gì đúng không? Tôi không lấy. Đấy, nhưng mà các bạn không mua các bạn đừng có đặt. Một mình bạn đặt hàng của tôi thì không phải là ghét tôi mà đặt hàng. Tôi chỉ mất năm 30 000 nghìn, 20 000 thôi, một đơn hàng tôi đăng ký uh, toàn quốc chỉ có 25 26 000 thì nó chả đá bao nhiêu, chả giàu nghèo gì. Nhưng mà các bạn đặt đi ấy, đến lúc mà người ta các bạn không mua, người ta vận chuyển hàng nó bị vỡ hàng hay là bị mất hàng thì khổ cho những người giao thôi còn tôi nhá gửi cho các bạn bạn không mua tôi chuyển hàng khác được chuyển trực tiếp chỉ bấm một nút thôi người ta gọi là một chạm thôi thì là chuyển khách mới luôn đấy, vẫn là cái tuyến đấy khu vực của các bạn ai mua cái dòng này tôi chuyển luôn cho người khác chứ đừng có bảo là lừa đi thì các bạn có lấy được đâu đây kể cả những cái dòng Oppo F11 ở đây Oppo F11 nhá RAM 8 và 256GB đây là phiên bản của nó là chính hãng luôn. Tất cả mọi cái ở đây là đều chính hãng. Đây, RAM 8 này Và 256GB này Đấy, Oppo F11. Nhá các bạn nhá. Bán cho các bác là có 2 triệu. 2, 2 triệu 350 nghìn. Các bạn nhá. Đấy, 2 triệu 350 nghìn. Và tất cả mọi người lưu ý rằng Tất cả những cái điện thoại của em bán cho tất cả mọi người Nếu có lỗi gì Hay là có muốn thay đổi gì Hay là có muốn đổi trả gì Hay là nó bị lỗi, bị hỏng, bị sao Trong nữa thì các bạn phải hiểu vấn đề này nha Các bạn đặt bằng số điện thoại nào Thì các bạn gọi bằng số điện thoại đó Để đổi trả Chứ đừng có như một cái ông hôm nay Điện cho tôi Mua một cái máy khác Xong là người ta gửi hàng đến đấy thì giữ cái hàng của người ta không giữ được đâu các bạn ạ, nhá cái bên giao hàng nó khác với bên tôi, đấy. tự nhiên đi giữ cái thằng giao hàng, đấy, bảo tôi lấy cái điện thoại này, trả bạn cái điện thoại này, tôi bù bao nhiêu tiền. thế thực tế là nếu mà các bạn nói, bây giờ tôi tôi vẫn cố gắng để tôi làm việc và tôi đổi trả cho bác ấy đàng hoàng rồi. Đấy, thực ra bác cứ tưởng là tôi, tôi 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 lừa bác, sau đó là muốn mua một cái nữa đấy bạn ấy bạn bác ấy bảo là điện cho tôi bảo là anh ấy điện bán cho tôi một cái bánh như thế này và gửi một cái cái một 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 cái số điện thoại khác nữa đấy, bởi vì là tôi bảo là hôm nay tôi bảo là nếu mà bác lấy bác gọi là gọi bằng cái số đúng cái số của bác đặt hàng thì nó có lưu ở trên app mua bán hàng ở đây đúng không gọi là một công ty một cái cửa hàng tiền mấy tỷ thì nó phải quản lý một cái app riêng tư bảo hành riêng tư chứ không phải là cái chuyện mà các bạn muốn đổi các bạn gọi bằng số khác này không được đâu không được thật sự luôn không được nhưng hôm nay làm việc thì vẫn cố gắng để đổi cho bác ý đàng hoàng nhưng mà cũng không có gì to tiếng hay là có gì thắc mắc các à bác chắc là bác cũng không có gì là phải nghĩ đâu nhưng mà thực tế ra thì bác làm thế thì khó cho những người giao hàng nếu mà bác mà điện cho tôi tôi không có thời gian nghe máy thì làm sao làm sao bác đổi được đúng không và tôi không phải là tôi nghe máy mà là nhân viên của tôi nghe máy thì đến lúc thì ai sẽ chịu trách nhiệm vấn đề đấy cái thằng giao nó không bao giờ dám giao cho bạn nên là bạn khác tự làm khổ bạn thôi hôm nay tôi mới bạn à, tôi mới nói với bác đấy mà đấy bác có giải gì không tự nhiên bác dước họa vào thân bác làm khổ bác thôi mà cháu thì mua bán được thì cháu bán không bán thì thôi bác muốn đổi hay là muốn làm nào thì bác phải nói tự nhiên là đặt một con máy đi sau là muốn mua máy khác để đổi cái một cái máy này ví dụ như mua một con máy là một triệu rưỡi muốn mua muốn đổi con hai triệu rưỡi khác một triệu cơ thì là ok nhưng mà bác không nói thì mình vẫn ghi ở trên ứng dụng của mình trên app của mình giao cho người giao hàng là bắt buộc ông phải mua hai triệu rưỡi phải thu được hai triệu rưỡi thì mới giao điện thoại đúng không? đấy nó là như vậy nên là các ông không hiểu đấy tự nhiên thì cứ bảo là tao gọi nó về bây giờ tôi bảo mua một cái nữa gọi nó về đến đây thì bắt nó lấy cái này đi và tôi bù của nó một triệu nữa ai nói nghe đấy, hôm nay lòng hoàng cái vấn đề đấy cũng là gọi là tôi không nói tên ai nhưng mà bác cũng phải thông cảm lần sau bác làm vậy thì bác không đổi được hàng đâu Để qua hôm nay là là việc là cháu có thời gian cháu nghe máy và lúc đấy không có ai gọi và cháu đang ở nhà cháu rối rãi thì cháu sẽ làm đơn một cái đơn một cái đơn và một cái phiếu để giao cho cái thằng thủ tục làm cho cái thằng giao hàng ấy. đấy người ta mới đổi trả như vậy chứ còn không thì chịu chết nhá bác ạ à. còn bác cãi đâu thì cãi thôi gọi số này thì lại đặt chỗ khác đấy. nó là làm sao bác đặt nó khác mà bác bác đổi nó khác đổi trả hàng nó khác còn bác đặt mua mới nó khác con này bán cho các bác là A56 nhá, 2 triệu 750 nghìn Các bác đi hỏi hết toàn quốc Hỏi hết tất cả các cái quán xá gần các bạn đi Ai bán rẻ hơn thì các bạn có thể mua Còn không thì đừng có mua nhá Còn em bán ở đây cho tất cả mọi người là 2 triệu 750 nghìn Đấy, cam kết hàng chính hãng RAM 8 và 256 ghi Đấy, không có chỗ nào rẻ hơn nó các bác cứ yên tâm Đây này, ok chưa? Email và má, số điện thoại vẫn còn ở đây đấy à, qua đây thì cũng giới thiệu cho tất cả các bác thì hiện tại thì cũng muộn và tôi cũng hơi bị lòng hoằng nói rất là nhiều con người nói nhiều mà nhiều người cứ bảo thằng này mặc váy nọ mặc váy kia thì đúng thôi với mình con người mình nói hơi bị nhiều nên là mong mọi người thông cảm một số cái sản phẩm chưa giới thiệu hết được thì mong tất cả anh em mà đừng quên đăng ký kênh chia sẻ video tất nhiên em sẽ là ngày nào ngày nào em cũng sẽ làm video cho các bác thôi đấy nên là hôm nay giới thiệu cái sản phẩm này thì tí nữa tôi lại giải, tôi lại có thời gian dối rãi thì tôi lại làm một cái video để giới thiệu một cái sản phẩm khác nữa Đấy, chứ không phải là đăng một cái video này là hết đâu bây giờ đây cả đống ở đây còn rất là nhiều cái sản phẩm mà chưa đăng và chưa quay được đây này Đấy, quay luôn cho tất cả mọi người nhá anh em đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh Đấy, đây này Đấy, đây còn cả một thùng mà chưa giới thiệu được hết tất cả mọi người đây nữa này trong kho vẫn còn này ở khu này còn này đấy đây là nói thật luôn đây này xếp trồng mấy đống ở đây này nhá mấy đống ở đây từ à, quá 6 giờ đi thì anh em buổi tối thì đóng được bằng này đơn hàng đấy để giao cho khách hàng nhá đây này đấy đây là thật nhá không phải giả dối gì đâu đấy chả có ai có tự nhiên mà đi đóng với cái này vứt đây làm gì đấy, đấy ở đây vứt ở đây là những cái hàng mà ví dụ như là đêm nay bạn đặt mà không lấy thì tôi sẽ vứt vào đấy, đấy tôi sẽ hoán lại mà tôi để để lên kia. Có cái đơn nào nghi ngờ mà người ta gắn cờ rồi, ấy. có một đơn nhá, nói trước cho các bác một câu này, không biết là bây giờ tôi không nhớ được. Có một đơn anh cảnh, tôi chỉ biết là anh cảnh thôi, nhưng mà không gửi được hàng nhá, bác nhá, không gửi được hàng, tôi gửi cho bạn bốn lần không gửi được, không gửi được. Bạn này là bạn bom hàng mà có bốn cái cờ đỏ ở trên đấy là có nguy cơ, bạn này là có vấn đề gì nên là không có ai gửi được hàng. Đấy, tôi đã gửi 4 lần mà không gửi được hàng bạn thông cảm nhé không không mua được cái hàng ở đây đâu và kể cả bạn mua ở chỗ nào cũng không mua được bởi vì nó đã gọi là báo rồi đấy, báo thằng này không mua hàng bom nhiều rồi. đấy nên là không mua được anh em đừng quên đăng ký kênh anh em mà chưa xem được một số các sản phẩm mà các bạn ưng ý thì là tôi sẽ có một số sản phẩm khác tôi sẽ làm một cái video tiếp theo nữa cho tất cả mọi người anh em gọi số này và đăng ký kênh và chia sẻ video lên cho tất cả mọi người để theo dõi ai mua được sản phẩm nào thì mua mà không mua được chúng ta chỉ gọi là để xem và tham khảo. Cũng cảm ơn tất cả anh em. Tôi cũng có đến ngày hôm nay. Chúc tất cả các bác à, nửa đêm hôm nay ngủ thật ngon, ngày mai làm việc tiếp. Cảm ơn mọi người và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác vào video trực tiếp hoặc là gián tiếp. Đấy, tiếp theo của tôi. Cảm ơn, xin chào. Rất là nhiều sản phẩm chưa chưa chưa, chưa quay được em ạ. Nên là khó